Hi, xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Các bạn sử dụng máy vi tính nhiều, các bạn sử dụng bàn phím để soạn thảo văn bản. Trên bàn phím nó có một cái phím Control mà không phải ai cũng biết được cái chức năng của nó, những cái thuận tiện của nó, của cái phím Control này đem lại. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ cho tất cả các bạn và các anh chị về cái chức năng thuận tiện của cái phím Control, kể cả trên Word và chúng ta sử dụng trong Internet hàng ngày nha. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu. Rồi bây giờ các bạn thấy đây, trên cái bàn phím này thì ở đây là cái con chuột, mà đây con chuột nó sẽ có cái bánh bánh xe ở giữa này ha. Mình hay sử dụng cái con chuột này, thì khi con chuột này sử dụng kết hợp với cái phím Control ở trên bàn phím, đây là cái phím Control trên bàn phím ha, thì nó sẽ có phát huy tác dụng rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ nói trước về ở trên cái phần của Internet. Thì các bạn thấy bây giờ ở trên màn hình đây, cái phần của Internet mình bây giờ, hiện tại bây giờ là cái chữ nó đang này. Bây giờ ví dụ như mình đang muốn đọc một cái bài báo này, mình sẽ lít cái bài báo lên. Thì các anh chị thấy là khi mà chúng ta lít cái bài báo lên như thế này, thì ở cái mức độ chữ này, nếu mà các bạn nào mà mắt mà nó bình thường á, thì chúng ta có thể chúng ta đọc được bình thường, không có vấn đề gì hết. Tuy nhiên có một số anh chị là mắt hơi bị kém ha, mắt hơi bị kém, nên là khi mà các anh chị đọc với cái số lượng với cỡ chữ này thì nó sẽ không có đọc được. Thì do đó là mình sẽ sử dụng để mình tăng cái cỡ chữ này lên nha. Thì các bạn biết là khi mà để tăng cái cỡ chữ này lên thì các anh chị sử dụng cái phím Control nè, một tay các anh chị nhấn cái phím Control, và cái tay còn lại các anh chị sử dụng cái bàn phím, cái con chỏ chuột mà nó có lăn. Chúng ta sẽ lăn cái bánh xe của trên con chỏ chuột ha, chúng ta sẽ lăn lên đây nè. Khi mà các anh chị lăn á thì nó sẽ thu nhỏ phóng lớn, cái kỹ lăn tới thì nó sẽ thu lớn lên nè. Bây giờ các anh chị thấy bây giờ cỡ chữ nó thu rất là lớn ha, mà bây giờ đây mình có thể thu lớn cả cái màn hình máy vi tính để chúng ta đọc ha. Thì khi đó chúng ta đọc, chúng ta di chuyển xuống thì cũng ở mức độ bình thường. Thế các anh chị thấy bây giờ, hiện tại bây giờ cái chữ đây đọc rất là dễ đọc, rất là dễ đọc ha. Và sau đó chúng ta muốn chỉnh lại thì chúng ta chỉ cần chúng ta nhấn vào cái phím Control ha. Thì các anh chị chúng ta lắc cái con chuột, lắc cái đường lăn của con chuột, thì các anh chị sẽ thấy là nó sẽ có những cái dòng. Thì chúng ta đẩy lui lại thì nó sẽ thu nhỏ lại, và nó có thể là chúng ta sẽ đặt lại vị trí ban đầu cũng được ha. Bây giờ đây nè, khi này nó hiện lên cái góc nè, nó đặt lại thì chúng ta đặt lại cái vị trí ban đầu, thì nó sẽ là trở về lại mặc định của cái trang web. Đó là cái chức năng thứ nhất đối với phím Control mà khi chúng ta sử dụng cho trên chúng ta đọc báo, tăng phóng cỡ chữ trên trang web để chúng ta đọc những cái thông tin cho đó ha. Rồi cái tiện lợi thứ hai đó là ở trên Word, mà mình nghĩ tất cả các bạn và các anh chị cũng đang sử dụng. Thì các chị thấy là khi đối với trên Word thì chúng ta cũng sử dụng chức năng ha của cái phím Control và của cái con chuột như thế này. Thì khi chúng ta sử dụng cái phím Control và con chuột, khi mà chúng ta muốn phóng to tờ giấy, thì nếu bình thường các anh chị muốn phóng to tờ giấy thì các anh chị xuống góc phải của cái màn hình máy vi tính, các anh chị sẽ thấy là nó sẽ có một cái nút cái thước ha, nó cộng trừ sin out sin num. Thì bây giờ các anh chị kéo lên kéo xuống thì nó mới bự ha, còn thì cái hình tích lít vậy thì nó bự. Thì cái thao tác này thì cũng được, nhưng mà khi mà đó thì nó sẽ chậm. Thì đối với mình hay sử dụng là phím Control, các anh chị chọn giữ phím Control, như lại chúng ta sẽ lăn con chỏ chuột, thì chúng ta sẽ lăn về phía trước thì nó sẽ lên, nó sẽ tăng, nó tăng cái trang Word lên. Và đối với nhỏ thì chúng ta sẽ thu nhỏ lại, thì theo kích thước có thể chúng ta sẽ thu nhỏ nè, các anh chị thấy thu nhỏ. Đây là chức năng của phím Control ha. Còn đối với mà tất cả, ví dụ như khi mà các anh chị đánh một cái văn bản thế này, ví dụ như thế này, mà các anh chị đánh lỡ sai thì các anh chị có thể sử dụng phím Control với phím Z thì chúng ta sẽ trở lại ban đầu này, ha, nó sẽ trở lại một trường này. Đây các anh chị thấy chưa? Rồi đó là cái chức năng thứ hai của phím Control ở trong Word. Rồi tiếp đến là cái phím cái chức năng thứ ba, cái chức năng thứ ba ở trong Word. Mình ví dụ khi mà tất cả các bạn và các anh chị vẽ một cái khung. Vẽ một cái khung nha. Bây giờ mình sẽ vẽ thử cho các anh chị một cái khung như thế này. Này. Thì đối với cái khung này, mà khi mà các anh chị muốn copy nó
Muốn copy của cái khung này ra, một cái nữa thì các anh chị sẽ sử dụng cái phím Ctrl C ở trên bàn phím, rồi sau đó các anh chị lít con chỏ chuột này ra phía ngoài và chúng ta nhấn tím Ctrl V, thì ở đây nó sẽ hiện ra một cái bảng tiếp theo. Đó là cái cách copy đối tượng ở trong Word một cách cơ bản nhất. Nhưng đối với mình thì các bạn sẽ thấy là khi mà mình sử dụng phím Ctrl thế này, sử dụng phím Ctrl, mình nhấn phím Ctrl thế này và mình dùng con chỏ chuột ha, mình kéo, mình giữ trái chuột nè, các chị thấy là đây là mình đang giữ trái chuột nè. Khi mình kéo một cái đối tượng ra ngoài như thế này, các chị thấy trên màn hình chưa, thì chúng ta khi mà chúng ta thả Ctrl với lại con chỏ chuột ra thì nó cũng sẽ copy chúng ta một cái đối tượng rất là nhanh ở trong Word ha. Thì mình nghĩ khi mà chúng ta làm khi các anh chị làm với cái phím Ctrl này trên Word thì mình nghĩ nó sẽ rất là dễ dàng cho tất cả các anh chị thao tác rất là nhanh, để các anh chị thao tác được một số cái copy đơn giản, một số cái copy nhanh. Mình nghĩ cái này nó sẽ phù hợp cho tất cả các anh chị vẽ những cái khung mà cho kích thước, một kích thước đồng nhau ha. Và chúng ta sẽ làm cho nhanh. Ví dụ như đây mình muốn copy ra bốn cái thế này thì mình chỉ cần nhấn giếm phím Ctrl thế này ha, giữ trái chuột chúng ta kéo ra đây là nó đã có hai cái rồi. Bây giờ mình muốn copy tiếp thì mình có thể là dùng phím Shift để mình bôi hết hai cái này và mình cũng giữ phím Ctrl và mình kéo xuống thì nó cũng đã copy rất là nhanh. Các chị thấy copy rất là nhanh không? Thì đó là một trong những cái chức năng phím Ctrl mà mình nghĩ nó rất là hay, mình muốn chia sẻ nó cho tất cả các bạn và các anh chị. Thì nó còn có chức năng ở trên Photoshop, trên Corel nữa ha. Nhưng mà mình nghĩ đây là những cái chức năng như thế này thì có tất cả các bạn có thể cũng áp dụng cho tất cả các cái phần mềm khác ha, khi chúng ta làm việc. Thì đây là hai cái chức năng mình nghĩ nó sẽ hữu ích cho tất cả các anh chị và các bạn khi chúng ta, thứ nhất là chúng ta đọc báo, thứ hai là thao tác trên Word. Rồi các anh chị cảm nghĩ như thế nào về tính tiện dụng của phím Ctrl cộng với con lăn ở trên con chuột của bộ PC chúng ta? Video của mình chia sẻ đến đây là kết thúc ha. Nếu các anh chị có những cái ý kiến gì, muốn hỏi gì về trên Word, nếu mà trong khả năng của mình biết được thì mình sẽ trả lời cho tất cả các bạn trong thời gian sớm nhất. Các bạn nếu mới vừa ghé qua kênh Bado Official thì các bạn cũng đừng quên giúp mình đăng ký kênh để cho kênh này ngày phát triển, like, share nếu cảm thấy các bạn cảm thấy video này hay, share để cho mọi người cùng theo dõi những cái kiến thức trên kênh Bado Official này. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau. Chúc các bạn thật là nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Bye bye.